Kết quả Southampton 1-4 Man City, Haaland chạm mốc 30 bàn tại ngoại hạng Anh. Tiền đạo Erling Haaland thêm một lần thăng hoa ở trận đấu Southampton vs Man City khi lập một cú đúp giúp đội khách có chiến thắng 4-1. Man xanh tạm thu hẹp cách biệt với Arsenal xuống còn 5 điểm. Bàn thắng Southampton vs Man City. Southampton, Mara, 72. Man City, Haaland, 45, 68, Grealish, 58, Alvarez, 75, Pen. Ở chuyến làm khách trên sân của Southampton, Man City chào đón sự trở lại của Erling Haaland sau khi bình phục chấn thương. Do chuẩn bị đối đầu với Bayern tại lượt đi tứ kết Champions League nên Man xanh nhập cuộc có phần khá chậm chạp. Họ không tấn công dồn dập như mọi khi mà chỉ chờ đợi để phản công khi có cơ hội. Phải đến cuối hiệp 1, Man City mới bắt đầu tăng tốc và nhanh chóng có được bàn thắng mở tỷ số. Ở phút bù giờ của hiệp 1, De Bruyne có đường chuyền vừa tầm để Haaland đánh đầu cận thành tung lưới The Sen. Sau hiệp 1 chỉ có đúng một bàn thắng, Man City đã bùng nổ trong hiệp thi đấu thứ 2. Phút 58, Jack Grealish tung ra hai cú đá liên tiếp chính xác để nâng tỷ số lên 2-0. Chỉ 10 phút sau, đội khách đã có bàn thắng thứ 3. Chính Grealish là người kiến tạo để Haaland có pha tung người móc bóng đẹp mắt để hoàn tất cú đúp cho riêng mình. Southampton chỉ có một bàn thắng danh dự sau khi cầu thủ vào sân thay người Mara đệm bóng cận thành ở phút 72. Nhưng chỉ 3 phút sau, Man City đã có thêm bàn thắng sau cú đá penalty chính xác của tiền đạo vào thay người Julian Alvarez. Kết quả cuối cùng của trận đấu này là 4-1 nghiêng về phía Man City. Họ tạm thời thu hẹp cách biệt với Arsenal xuống chỉ còn 5 điểm trước khi pháo thủ ra sân với Liverpool vào tối nay. Đội hình thi đấu Southampton vs Man City. Southampton, Bajun, Walker-Peters, Bednarek, Bela-Kotchap, Malenins, Lavia, Diallo 80, Woodhouse, Elionu, Armstrong 61, Ankara, Yenepo 69, Wankot, Peraduk 80, Sulemna, Mara 69. Man City, Ederson, Eker, Gomer 81, Stoner, Walker 56, Diaz, Akanji, De Bruyne, Rodri, Philip 81, Gundogan, Madrid, Bernardo 56, Grealish, Haaland, Alvarez 69.